xin kính chào toàn thể quý vị hôm nay chúng ta tiếp tục học ở trong loạt bài học về sách epheso hôm nay chúng ta sẽ cùng đọc với nhau câu 10 và câu thứ 12 của đoạn năm hãy xét điều chi vừa lòng chúa và chớ dự vào công việc vô ích của sự tối tâm thà quả trách chúng nó thì hơn vì dầu nói đến điều mà những người đó làm cách kính dấu cũng đã là hổ thẹn rồi kính thưa quý vị hôm nay chúng ta tiếp tục ở trong loạt bài học về sách epheso Chúa đồ Phaolô đã nói về việc chúng ta phải bước đi như các con sáng láng. Và bây giờ, ông nói đến cho chúng ta rằng chúng ta biết rằng những người sáng láng sẽ có được sự phân biệt được đâu là phải và đâu là trái. Chúa đồ Phaolô nói với chúng ta rằng về phương diện tích cực của phần kinh thánh này, đó là trong câu thứ 10, hãy xét điều chi vừa lòng Chúa. Chúng ta thấy rằng cái từ xét ở đây có nghĩa rằng hãy cố biết, hãy phải biết rằng điều nào làm vừa lòng Chúa. Chúng ta khám phá và tiếp nhận chương trình tốt đẹp của Đức Chúa Trời khi chúng ta vâng theo những điều Chúa phán dạy. Hay nói một cách khác, nói rằng chúng ta cần biết về lẽ thật một cách rõ ràng và một câu hỏi rằng đâu là chỗ để chúng ta có thể nhận biết được điều Chúa muốn là điều như thế nào câu trả lời chỉ là kinh thánh, kinh thánh lời của Đức Chúa Trời là nguồn duy nhất để chúng ta biết rằng điều gì Chúa đẹp lòng điều gì Chúa không đẹp lòng điều gì là tội và điều gì mà Chúa cho phép Sứ đồ phao lô nói với Ephesos rằng hãy xét điều chi vừa lòng Chúa. Hãy biết rằng đâu là điều Đức Chúa Trời vừa lòng. Kính thưa quý vị, sở dĩ vị sứ đồ nói điều này vì người Epheso có thể dựa trên những nền tảng triết học, nền tảng về đạo đức, những lời khuyên về chân lý. Mà họ nói rằng có lẽ rằng kinh thánh chỉ là một phần ừ. chứ kinh thánh không phải là tất cả. Có lẽ những lời khuyên của những triết gia hoặc những nhà đạo đức học đang ở tại Epheso cũng có một giá trị tương đương với kinh thánh. Nhưng sứ đồ Phaolô nhắc nhở họ, sở dĩ lối sống của họ bị sai lạc, họ đã pha loãng gọi là họ đã để những cái lời dụ dỗ trống rỗng, những cái lời mà không có giá trị về chân lý ở trong tấm lòng của họ từ những người không có nền tảng và bây giờ sứ đồ Phaolô nói rằng hãy biết điều gì Chúa đẹp lòng. Và đó chính là lời của Ngài Là nguồn để cho chúng ta biết Điều mà Đức Chúa Trời đẹp lòng Phương diện tiêu cực của phần kinh thánh này Chúng ta thấy Và chớ dự vào công việc vô ích của sự tối tâm Thà quở trách chúng nó thì hơn Con cái của Đức Chúa Trời Không được thông đồng với những người chưa được cứu Vì có rằng Đường lối độc ác của họ Những tư tưởng của họ sẽ nhiễm vào ở trong chúng ta. Nhiều người chúng ta nói rằng, ô tại sao dường như sứ đồ Phaolô dạy điều này nó không đúng với nguyên tắc của Chúa Giêsu. Khi Chúa Giêsu đến ăn uống và trò chuyện với những kẻ có tội. Nhưng chúng ta thấy ở đây cái từ ngữ để chúng ta suy nghĩ rằng chớ dự vào công việc có nghĩa rằng đồng lòng thông đồng hay là đồng ý với những việc vô ích của sự tối tăm. Đây không phải chỉ là một việc xã giao, nhưng những người này đồng ý với những hành động tội lỗi của thế giới này. Và việc đồng ý sẽ dẫn chúng ta đến hậu quả đó rằng chúng ta sẽ phạm tội. Vì cớ chúng ta đã có một ý định đồng ý rồi. Cho nên, sứ đồ Phaolô cảnh báo chúng ta đã biết điều chi vừa lòng chúa thì chúng ta cũng biết rằng những điều vô ích của sự tối tâm đó chúng ta không thể đồng ý không thể tham dự không thể hòa đồng với những điều đó được chúng ta phải có một khoảng cách phải có một cái sự bày tỏ mình thuộc về chúa và hơn nữa sứ đồ phao lô nói rằng không những không thông đồng nhưng thà quở trách chúng nó thì hơn Điều này có nghĩa rằng phải phơi bài tội lỗi ra. Chúng ta phải khiển trách họ và nói cho họ biết đó là những việc làm tội lỗi để họ nhận biết ý muốn của Đức Chúa Trời là như thế nào và họ ăn nặng. Trong câu thứ 12, Sứ Đồ Phaolô Lô nói rằng vì chỉ nhắc đến những việc họ làm cách thầm kín cũng đã thấy xấu hổ rồi. Chúng ta không phải rằng Chúng ta nói cho họ theo cách là chúng ta bêu xấu họ. Nhưng ở đây, chúng ta cần nói cho họ biết rằng những việc làm của họ là xấu hổ, những việc làm của họ là tội lỗi, để cho họ thay đổi. Bằng một cách sống thuận phục theo lời Chúa, chúng ta sẽ làm cho những người đang ở trong những tư tưởng hành động của tội lỗi sẽ thay đổi ở đây không phải là sự chỉ trích ở đây cũng không phải là cái sự lên án công khai nhưng mà chúng ta thấy rằng chúng ta biết điều nào vừa lòng chúa và chúng ta sống như vậy qua cách sống của chúng ta sẽ ảnh hưởng trên những người đang sống một nếp sống tội lỗi đây là điều mà chúng ta cần nhớ Chúa muốn chúng ta dùng lời của Chúa, dùng nếp sống chân thật của một người cơ đốc được biến đổi sẽ giúp cho những người đang ở trong tội lỗi nhận ra họ đang bị đình tội. Họ đang ở dưới sự thẳng nộ của Đức Chúa Trời. Họ sẽ chạy đến với chúng ta và chúng ta có cơ hội hướng dẫn để họ thay đổi cuộc đời của mình. Đây là điều mà sứ đồ Phaolô nói với hội thánh Chúa ở tại Ephesos và chúng ta thấy khi chúng ta suy nghĩ phần kinh thánh này chúng ta được lời chúa nhắc nhở chúng ta có đang biết rằng chúa đẹp lòng điều nào ở nơi cuộc đời của chúng ta không chúng ta có đang xét điều chi vừa lòng chúa không thường chúng ta đang xét điều chi để vừa lòng những người chung quanh chúng ta thường xét điều chi để vừa lòng những ông chủ chúng ta xét điều chi để vừa lòng những cái người đang đem lại nguồn lợi cho chúng ta. Và đôi khi chúng ta xét như vậy là chúng ta đang thông đồng với họ. Chúng ta đồng ý với cách làm của họ, đồng ý với suy nghĩ của họ. Và chúng ta nói lên cái cách làm đó mà cách rất bình thường. Nhưng chúng ta thấy lời Kinh Thánh ngày hôm nay nhắc nhở tôi và quý vị. Hãy xét điều chi vừa lòng Chúa. Đừng dự vào công việc vô ích của sự tối tăm Đừng nói đến. Phải cho họ thấy rằng họ đang sống ở trong tội lỗi, họ đang có những tư tưởng, hành động tội lỗi. Đó là điều một người Cơ đốc nhân nên làm. Xin Chúa nhắc nhở tôi và quý vị qua bài học ngày hôm nay. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa. Chúa ơi, nhiều khi chúng con xét để làm vừa lòng những người khác. Nhưng chúng con quên rằng chúng con phải xét những điều để làm vừa lòng Chúa. Chúng con phải biết Điều gì làm Chúa vui lòng Cha ơi Xin Chúa thương xót chúng con Vì nhiều khi chúng con đang thông đồng Chúng con đang đồng ý Với những tư tưởng hành động tội lỗi Của những người khác Nhưng Chúa ơi Chúa nói với chúng con rằng Không được phép như vậy Và phải hơn nữa Qua cách sống của chúng con bày tỏ rằng Họ đang sống một nếp sống tội lỗi Cha ơi Xin Chúa thương xót chúng con để giúp đỡ chúng con vững vàng ở trong đức tin và bày tỏ đức tin đó sống ở giữa một cuộc đời có nhiều sự cám dỗ nhiều áp lực chung quanh chúng con xin chúa giúp cho chúng con nương mình ở trên nền tảng lời của chúa để có thể biết rằng đó là điều mà chúa muốn chúng con sống là điều mà chúa đẹp lòng chúng con cảm tạ ơn chúa con thành kính cầu nguyện nhân danh chúa giêsu christ amen trân trọng kính chào tạm thể quý vị